18 giờ chiều ngày 7 tháng 11 năm 2013 tại sảnh A trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 200 bạn sinh viên khoa giáo dục đặc biệt đã có mặt để tham gia chương trình giao lưu Một thế giới cho tất cả do Trung tâm Khuyết tật và Phát triển DRD phối hợp với Đoàn khoa giáo dục đặc biệt Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là lần thứ tư Trung tâm Khuyết tật và Phát triển DRD thực hiện chương trình này đến với các bạn sinh viên các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với tổng số lượng tham gia hơn 1.200 sinh viên. Trong chương trình, DRD đã mời chính các bạn khuyết tật vận động và khiếm thị mang đến những câu chuyện chia sẻ khó khăn của người khuyết tật, vận động và khiếm thị trong học tập, di chuyển, sinh hoạt, cụ thể là những khó khăn khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là xe buýt, tiếp cận các công trình, trường học, qua đó giúp cho sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về những rào cản mà người khuyết tật gặp phải khi hòa nhập với xã hội. DRD cũng tạo cơ hội cho các bạn sinh viên trong trường đại học sư phạm cùng nhau nêu lên những ý tưởng, sáng kiến khả thi để cải thiện môi trường chung, hỗ trợ người khuyết tật có thể hòa nhập cộng đồng dễ dàng hơn. Dạ, ý tưởng của em là khi mà mọi người đang bước lên hay là bước xuống thì là một cái cờ nhỏ để cho các bạn kiếm thị bước lên, các sự bước lên xong là bước xuống thì sẽ biết được là mình sắp lên một ngày xuống. Rồi cái tập tục tăng tốc thì có thể làm như một cái vật phẩm giúp cho các bạn đi không được thì có thể di chuyển bằng xe lên được. Phía lãnh đạo khoa giáo dục đặc biệt và lãnh đạo nhà trường cũng đã lắng nghe và ghi nhận những ý kiến này. Qua một tiểu phẩm trong chương trình, thông điệp mà DRD muốn mang đến cho tất cả mọi người rằng hãy tin tưởng và tạo điều kiện để người khuyết tật phát huy năng lực bản thân, hòa nhập vào cộng đồng. Kết thúc chương trình là những bài hát, những màn nhảy flash mob do chính những người khuyết tật, các bạn sinh viên của khoa giáo dục đặc biệt biểu diễn được các bạn sinh viên hưởng ứng nhiệt tình. Sau khi mà em tham gia cái chương trình này á, em cảm thấy rất là vui và tới cái giai đoạn mà kết thúc rồi là dường như là em không muốn dừng lại tại đó mà em cứ muốn chương trình tiếp tục nữa. Và cái có thể nói là sau khi mà thấy được cái hình ảnh của mọi người ở trên lên phát biểu cảm xúc về cái những khó khăn hay là vượt qua cái thử thách của chính mình á, em học hỏi rất là nhiều và dường như là cái sự đồng cảm của em hay là cái là muốn vượt lên chính mình hơn nữa. Mặc dù mình từng học ở khoa, mình cũng là đứng trên mình đang là giảng viên thì tất nhiên là những cái điều đó mình cũng đã biết, nhưng thật sự là khi mà tiếp xúc thì cái cảm xúc của mình giống như là lắng động lại và nó một cái gì đó thật là cảm động. Sắp tới, Trung tâm DRD sẽ tiếp tục thực hiện hành trình phá bỏ rào cản hướng đến một thế giới cho tất cả vào lúc 14 giờ ngày 1 tháng 12 năm 2013 tại Nhà văn hóa thanh niên số 4 Phạm Ngọc Thạch, quận Nhất và tiếp tục thực hiện tại các trường đại học khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.